Đây bữa nay thì con mấy cái bộ phát điện rồi bà con, mấy cái bộ phát điện luôn nha, nhất là bộ TF đây, đa số của đây là cũng phát 13 kg của ít cho nha, TF bộ hoàn chỉnh nè, hùng hò bình bổng đầy đủ đó, đây là hoàn chỉnh nguyên bộ cho bà con rồi đó, cái giờ bấm là xài thôi. Đặc biệt bánh xe lớn nè, có thể đẩy ra đường ruộng đường đột nè, đẩy đường đan được, bánh xe này chịu lực. Cái con đi rồi đó, cái này TF 160 cũng phát 13 kg. Cái hai là giúp tên 180 cũng phát 13 kg luôn. Tất cả đều có đề, có sạc, kết hợp nha. Có đồng hồ sẵn chưa nè. Đó. Con cứ xài thôi. Và bộ thứ ba là đố con nào ít tiền thì vừa túi tiền đây. Rồi T24 hợp tác cũng 13 kg luôn, cũng hoàn chỉnh luôn, như vậy chỉ khác đầu máy thôi. Con về xa ta hồ xài. Rồi bà con là cái nhu cầu luôn là 0886356777. Không, điện là 220. Đặc biệt cái đời máy 1 bà con lên ga cố định đi. Khi bà con vô tải ga tự động nó sẽ giật năng ga tự động lên, ga tự động giật lên là đủ 220 thôi. Bà con đừng có siết ga nữa. Đó, lúc mà chưa tải cứ 220 để ví dụ gì đó. Nhưng mà con nhúc vô tải nó máy nó sẽ ga tự động sẽ giật lên đó, làm cho con đủ 220. Nếu nó hoàn chỉnh một bộ vậy là có thể điện tự động lên đó. Tự động đủ 220 bà con. Cái động là lợi hại lắm con. Ba chiếc đèn ra 6 con. Con là có nhu cầu luôn 0886356777.